Có rất nhiều bạn đang thắc mắc chậu gang mới mua về thì mình nên xử lý như thế nào. Và hôm nay mình làm video này là để giải đáp thắc mắc đến tất cả các bạn. Trước tiên mình lấy đá mài, mình mài đi những cái góc bén của chậu để chậu nó không cắt tay. Sau đó mình cho nước rửa chén vào và mình chà sạch những cái lớp dầu bằng cái miếng bùi nhùi sắt. Vì những lớp dầu này là do nhà sản xuất bôi lên để bảo quản chậu không bị rỉ sét. Mình nhớ là phải chà rửa thật là sạch qua nhiều lần nước. Rửa xong rồi mình bật lửa lớn lên, mình đốt cho chậu nó khô nước và đợi cho chậu nó nóng. Khi chậu đã đủ nóng rồi thì mình tắt lửa cho chậu nguội hẳn theo tự nhiên. Tuyệt đối là không được dùng nước lạnh để làm nguội chậu, như vậy sẽ dễ làm cho chậu bị nứt. Đợi chậu nguội hẳn rồi mình cho đầy nước vào chậu và mình cho vào một ít muối, rồi mình nấu cho chậu nước sôi. Trong khi mình chờ đợi cái chậu nước sôi thì mình đi pha bột mì nha. Một gói bột mì pha với lượng nước vừa đủ rồi mình khuấy đều nó lên. Sau khi chảo nước sôi rồi, cho hết cái phần nước bột mì vào, mình vừa khuấy vừa nấu đều trong vòng 10 phút. Có nhiều bạn đến bây giờ vẫn không biết tại sao mình lại dùng bột mì để xử lý cái chảo gang như thế này. Tại vì bột mì có tác dụng hút được tất cả những cái độc tố và tạp chất ẩn chứa từ bên trong cái chảo chưa được xử lý. Bước này là mình xử lý cho chảo được sạch sẽ và khi mình xào đồ ăn thì nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và cả gia đình. Còn để biến thành một cái chảo không dính thì mấy bạn hãy xem hết cái video này nha. Khi chảo đã nấu đủ thời gian rồi thì mình đổ bỏ nước trong chảo và rửa lại chảo bằng nước sạch. Rửa xong rồi mình lau khô chảo, rồi mình cho hết một bịch muối vào rồi mình xào đều với lửa nhỏ. Mình dùng muối xào là có tác dụng là để cho chảo được trơn tru hơn và đồng thời là mình có thể loại bỏ được cái mùi gang của chảo. Xào đều muối với lửa nhỏ cho tới khi cái chảo nó chuyển sang cái màu khác rồi mình đổ bỏ muối, rửa lại chảo bằng nước sạch. Chảo rửa sạch rồi mình bật lửa cho chảo nó khô nước, rồi mình cho dầu ăn vào rồi mình múc dầu ăn tưới đều khắp mặt chảo. Mình cứ làm đều tay như vậy để cho chảo được ngấm đủ dầu. Mình làm đều tay từ 3 tới 5 phút rồi mình lại tiếp tục rửa sạch chảo, bắt chảo lên bếp cho khô nước. Mình dùng khăn đã tẩm sẵn dầu ăn và mình lau đều khắp mặt chảo. Mình cứ như vậy mình lau nhiều lần và lau nhiều lớp. Vì mỗi một lớp dầu lau lên á đều có tác dụng làm cho cái chảo chống dính tốt hơn. Chắc là cũng nhiều bạn là chưa đủ kiên nhẫn để xử lý cái chảo mới như cái video này đâu ha. Bây giờ mình chiên trứng cho mấy bạn xem nha. Trứng là nó dễ dính chảo nhất, nhưng mà mình chiên là mình không có bỏ dầu luôn. Hứa với mấy bạn luôn là nó sẽ không có bị dính chảo. Bạn nào mà thấy video hay thì giúp mình chia sẻ nhiều hơn nha. Như một sự khích lệ tinh thần để mình có thêm động lực, dành thêm nhiều thời gian làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Như mấy bạn đã thấy thì trứng chiên nó đâu bị dính chảo đâu, đúng không nào? Khi nấu xong là mấy bạn đừng quên là rửa sạch chảo và để khô và lau một lớp dầu nha. Như vậy là sẽ bảo quản được cái chảo chống dính bền hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu còn chỗ nào sai sót thì xin mọi người lượng thứ.